Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi trong năm ông có nói rằng đó, nhất định diệt trừ tham nhũng, dù là củi tươi cũng phải đốt. Đấy. Thì các bác nghĩ sao, mừng 8 tháng Giêng này là sẽ xử vụ của ông Đinh La Thăng này. Để mà cái vấn đề mà ông Đinh La Thăng á, thật sự rằng á, ông bị cái tội đó từ năm 2014. Thì cái tội nó là như thế này, là đã quản lý sai phạm. Đấy. Nó tạo ra cái sự mà thất thoát, chứ không phải là cái vấn đề mà gọi là không phải là bỏ dĩ túi nhiên là cũng hả? có bỏ túi đấy chứ không phải không. Thế nhưng mà nó bỏ túi ở phần nào, ở cái mức độ nào thì chúng ta không biết. Thế nhưng mà đó, cái luật đó nó kể từ năm 2018 này, bắt đầu từ ngày hôm qua mùng 1 tháng 1 năm 2018 này, cái luật đó sẽ hủy bỏ tại pháp luật Việt Nam. Thì để các bác nghĩ ra cái vấn đề quyết tâm á, diệt trừ tham nhũng, đó là cái quyết tâm của Đảng Cộng sản. Họ bắt buộc phải diệt trừ tham nhũng để mà cứu Đảng, mà cứu cái sự tồn tại của cái thể chế này. Nhưng cái vấn đề mà ông Đinh La Thăng đấy, thì nếu mà quyết tâm á, thì cái sự ông Đinh La Thăng sẽ xử sao? 2014 đúng phạm tội, bây giờ 2018 thì cái tội nó bỏ rồi. Nếu nhìn gần thì tôi thấy rằng thì là nhà cầm quyền Việt Nam muốn đổi mới, và nếu mà nhìn xa thì là để chờ tất cả các công ty ngoại quốc nó vào nó đầu tư thì đất nước mình giàu mạnh, thế khỏi phải thanh toán tham nhũng tham nhiếc, thì thằng nào cũng tham nhũng hết cho nó chắc ăn. Thế là... Ông thật sự rằng á, ở Việt Nam Cộng Hòa cũng có tham nhũng à, nhưng mà đó thật sự rằng là cái tham nhũng ở đây đó như là một lô các nhà nhà băng ấy, các tập đoàn mà không phải một người nhé, đi cả chục người, 20 người luôn, cả một cái nhà băng này, này. Thì cái vấn đề mà ở Việt Nam có thể rằng á, giá mà các ông nó biết giới hạn thì chắc là không đến nỗi nào, nhưng mà các ông làm quá đi. Một cái miếng bánh mình chia ra đồng đều đi thì đâu đến nỗi nào, tại vì lấy luôn một nửa cái mà được ôm về nhà thì chắc chắn là phải chết rồi thôi. Thì tôi nghĩ rằng tôi ủng hộ cái quyết tâm đó của nhà nước Việt Nam cần phải diệt trừ tham nhũng. Chắc chắn là nhà tham nhũng ở bên Mỹ bây giờ vẫn có đấy, ông Diệp Minh Trường mấy ông Tạ Đức Chí và người ta đưa tiền cho tôi thì tôi bênh vực họ, cái chuyện đó là cái chuyện rất nhiên đấy. Thì bây giờ cái chuyện anh Trần Nhật Quang anh ở bên Việt Nam đó, anh nói vậy thì hóa ra cái vụ cái hệ thống mà bầu cử của Mỹ là một cái hệ thống mà cái là gọi là tham nhũng công khai à, tức là anh cứ ủng hộ tiền cho một ứng cử viên đấy, xong rồi ứng cử viên đó dùng cái tiền đó để mà tranh cử này kia, thì đương nhiên ứng cử viên nó phải bảo vệ cho cái người ủng hộ tiền mình, cái điều đó đúng. Bởi vì bây giờ nhá, ở bên Mỹ nó chế ra vũ khí, cái khẩu súng tôi mua có 400-500 rồi, nhưng mà đạn bắn rất là mắc, đắt, một viên đạn tới 1 đồng mấy 2 đồng, nếu mà khuyến mãi thì khoảng chừng 1,5 đồng một viên, mà một lần mình đi bắn nó đâu phải bắn 1 viên 2 viên, bắn một lúc 20 viên 50 viên thì quý vị thấy bắn một lần là hết cả 100 bạc. Thế rồi cái mà bắn cả 5 lần nó thì bằng bằng tiền khẩu súng không đấy. Cái anh Mỹ anh bán anh chế xe cũng vậy, anh Nhật cũng vậy, chế cái xe ra bán rất là rẻ, nhưng mà cái đồ phụ tùng nó mới là đắt đấy. Đi thay cái đồ phụ tùng cái mới chết. Thì cái vấn đề ở đây cũng vậy, tôi muốn rằng là tôi nghĩ rằng là cái quyết tâm mình giải quyết đốt được bao nhiêu củi tươi thì cũng nên đốt. Đấy, ở đây có một cái nữa là mới đây trong nước vừa hồi tháng 12 thưa các bác, một cái tổ chức gọi là lực lượng 47 và họ công khai tuyên bố rằng họ có khoảng 10.000 thành viên. Đấy. Thì bây giờ đó, các bác nghĩ sao là cái lực lượng này nó lợi hay hại và có cần thiết hay không? Đây là những lực lượng công an mạng, tức là họ lên trên hệ thống Facebook. Mà đồng thời song song với chính phủ Việt Nam sẽ yêu cầu Facebook và Google bắt buộc phải đặt cái máy chủ tại Việt Nam. Cái máy chủ tại Việt Nam là nghĩa là sao thưa quý vị? Thí dụ như bây giờ một người đi vào cái tiệm mà bắn game
thì trong cái tiệm bán game nó có khoảng chừng 30 cái máy. Anh nào vào trong nó làm Facebook cũng được hết, nhưng mà nó chỉ có một cái IP duy nhất này. Cái IP duy nhất, thành ra đã không thể bắt được người chủ quán. Tại vì cái người kia đó, cái anh từ đánh số đi, từ số 1 cho tới số 50, đấy, 30 cái máy game, 1 chữ 1 cho tới 30. Đấy. Thì bây giờ bắn game nếu mà máy chủ đặt tại Việt Nam á, thì họ có thể phân giải được cái hệ thống là sub IP. Đó. Tức là cái máy chủ của chủ quán á, đó là 1, 2, 3, 4, 5. Nhưng cái máy dưới là 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, cho tới 30. Thì nó sẽ lòi ra được cái máy và người ta có thể bắt được ngay tại chỗ. Và hiện tại bây giờ đó thì đã có một cái vụ án ở bên Cao Lãnh, Đồng Tháp 10. Nó sẽ có lợi. Tức là nó sẽ là những cái người họ sẽ len lỏi vào trong đó để cho họ tìm anh này anh kia. Và tôi nghĩ rằng đây là cái lực lượng hay nhất mà chính danh nhất nhà nước Việt Nam dùng để mà gọi là làm sạch cái mạng xã hội ở Facebook ở Việt Nam. Nhưng mà những người nào mà lên trên đó vỗ ngực cho tôi là thành viên trong đó thì xin lỗi quý vị. Không bao giờ người FBI mà họ lên trên cái Facebook hay là trên Twitter họ nói rằng tôi là FBI. Càng vỗ ngực xưng tên thì càng lòi ra là mình là cái người nói láo. Đấy, mời các bác. Thưa tên, vừa rồi anh nói về cái máy chủ mấy gì mang vào bắt vào mang vào Việt Nam vân vân đó thì cái lúc đầu đó thì tôi thấy một cái ông tiến sĩ ở Việt Nam, cái ông cũng nổi tiếng lắm, nói rằng thì là thôi như thế này tức là họ sẽ tẩy chay, họ không tới đâu. Thì thì nhân đây xin nhắn mấy người này đó ở trên họ không bỏ trong Việt Nam đâu, được vào Việt Nam mà lấy tin đó nó cũng trần thân lắm. Đúng và rồi, đấy là rồi. Một trong những điểm nóng ở trên thế giới cầu khẩn mới vào không à, thành ra cái thằng mà cái lão mà nó tiến sĩ à, nó tiến sĩ cái gì đó, cái thằng mà đương ở Sài Gòn mà nó gọi là cái tiếng nói phản biện nặng lắm ạ. Trình độ đó thì thế thì cái câu chuyện và rõ ràng qua cái này đó mình mới thấy rằng thì là cái đoàn quân, cái sư đoàn 47 vân vân đây nó chỉ là cái chuyện mà gọi là đỡ một cái chiến dịch mà đỡ cái mạng lưới. Đây là một cái mặt trận, một cái mặt trận mở, nó mênh mông mà khó mà đỡ lắm. Đoàn quân 47 này nếu mà mình nhìn á thì là tức là từ đầu, tức là những dư luận viên tức là dưới mặt đất rồi đi vào, bây giờ vào không gian, bây giờ không gian là chiến tranh mạng vào, mà lực lượng này là của quân đội lập ra dù là lực lượng là ra nhưng mà cũng vô phương. Dạ đúng. Bởi vì rằng thì là 10.000 cái đoàn quân 10.000 thì nó là hạt cát ở trong cái vũ trụ này, đúng không ạ? Đúng. Thành ra đó là cái câu chuyện rằng thì là đây chỉ là một cái đỡ đòn một cái đỡ đòn mà gọi là cùng quẫn tạm bợ và cũng không còn cái đối sách nào khác. Đúng rồi thì tại vì đàn áp là Việt Nam không có này. Không, dù là đàn áp nhưng mà mỗi một blogger nó là một nhà báo rồi. Dạ, vâng. Nó là một truyền thông rồi. Và rồi. nó giả danh cái này cái kia rồi bây giờ nó không biết nó là người thật hay người giả nữa. Đúng như vậy, là mạng ảo. Vâng, thế thành ra đó là trong cái trường hợp đó thì mình mới thấy rằng thì là và nước nào cũng làm, bên Trung Quốc cũng làm, bên Liên Xô cũng làm hết tất cả này. Mọi người nhưng dạ, đấy chỉ là một cách chống đỡ mà trong trong một cái cuộc cách mạng tin học nó chúng ta chưa có giải pháp. Chúng ta chưa tìm ra cái thuốc trụ sinh penicillin để chống bệnh giang mai. Nhưng mà bác nói như vậy rất đúng, là tại vì ngày hôm nay lại có một bản tin khác.
À, trong cái mà buổi họp lúc nãy tôi nói là ngày 29 tháng 12 vừa rồi đó, thì một cái gọi là đại hội khoa học để kỷ niệm ngày 50 năm cái Tết Mậu Thân. Trong đó có tất cả các ông đại tướng và như là ông chủ tịch nước Trần Đại Quang cho tới ông phó chủ tịch của Quốc hội Đỗ Bá Tị này kia. Tất cả những người đó, ông Trần Quốc Lịch này kia, đều có họp ở trong đó hết. Ông Nguyễn Thiện Nhân, thành ủy của thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả 500 người họp tại thành ủy ở số 100 đường Bà Nguyễn Thành Quang. Họ không nhắc cái chữ mà gọi là họ luôn luôn nói là chính phủ hay là chính quyền Cộng Hòa. Họ không có nói là chính quyền ngụy cái gì hết, cái chuyện đó chúng tôi bỏ ra một bên. Nhưng mà chúng tôi nói đây, sau cái vụ họp đó, đã quyết tâm đi tới một cái tổ chức khác. Thay vì lực lượng 47 này, lực lượng 47 là chỉ có quân đội thôi. Và cái lực lượng tương lai bao gồm luôn cả quân đội, công an và viên chức chính phủ. Tới cái, nó đã đi qua một cái cấp khác nữa rồi. Tức là chúng ta chưa biết cái lực lượng trong tương lai đó là cái lực lượng gì. Thì tôi cảnh cáo các quý vị ở Việt Nam.